Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Trái đất được hình thành như thế nào? Chúng ta sống trên trái đất, thường muốn tìm hiểu quá trình hình thành của nó. Trái đất từ đâu đến? Ban đầu nó có giống với hiện nay không? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thời cổ đại, có nhiều giả thuyết khác nhau về hình thành trái đất đến thế kỷ 18. Qua hơn 200 năm không ngừng thảo luận, nghiên cứu và luận bàn về học thuật, ngày nay mọi người cơ bản tán thành thuyết tinh vân. Giả thuyết này do Kant, nhà triết học Đức đưa ra năm 1755. Ông căn cứ vào các tài liệu quan trắc thiên văn hồi đó cho rằng, trong vũ trụ tồn tại những hạt vật chất nguyên thủy rất phân tán. Những hạt này chuyển động xoáy tròn chung quanh trung tâm và dần tập trung trên một mặt phẳng. Cuối cùng các chất trung tâm hình thành mặt trời. Những chất trên mặt phẳng gần đường quỹ đạo hình thành nên những hành tinh như trái đất và các thiên thể khác. Về sau, thuyết tinh vân này dần dần hình thành một trường phái của học thuyết nguồn gốc Thái Dương hệ. Trái đất là một thiên thể trong hệ mặt trời. Nguồn gốc của mặt đất gắn chặt với nguồn gốc hình thành của Thái Dương hệ. Theo suy đoán của các nhà thiên văn thì cách đây khoảng 6,6 tỷ năm, hệ Ngân Hà phát sinh một vụ nổ lớn. Các chất vụn nát phân bố rải rác, qua sự ngưng kết lâu dài, đến cách đây khoảng 5 tỷ năm trước, một đoàn khí thể khổng lồ, tối đen, không định hình, lạnh giá và loãng, bao gồm oxy, neon, carbon monoxide, bê tông, khí carbonic, ammoniac và các bụi tinh vân, than chì, quặng sắt, muối, axit silic, chuyển động ngược chiều kim đồng hồ trong vị trí Thái Dương hệ ngày nay. Co ngót dần, những vật nặng tập trung ở bên trong, những vật nhẹ ở bên ngoài, về sau những vật nặng hình thành hành tinh. Trái đất chính là một trong những hành tinh đó. Như vậy, giả thuyết này dựa vào những căn cứ gì? Các nhà khoa học đã từng lấy mẫu đất đá cổ nhất từ trên mặt trăng đưa về, dùng phương pháp đồng vị để xác định. Phát hiện tuổi của mặt trăng giống với những chất đồng vị của vẫn thạch trên trái đất, cũng gần với tuổi suy đoán của trái đất là 4,6 tỷ năm. Như vậy, có thể thấy trái đất cùng với các tinh cầu trong Thái Dương hệ đều hình thành đồng thời. Vì vậy, ta gọi thời gian 4,6 tỷ năm về trước là thời kỳ thiên văn của trái đất. Gọi quãng thời gian 4,6 tỷ năm lại đây là thời kỳ địa chất của trái đất. Sau khi trái đất hình thành thì, 800 triệu năm đầu, bộ mặt ban đầu của nó như thế nào vẫn chưa có những chứng cứ trực tiếp, chỉ có thể mượn các thiên thể khác, đặc biệt là mặt trăng và những thiên thể có tình trạng giống trái đất để suy đoán. Cách đây khoảng 4,1 đến 3,9 tỷ năm, lúc đó núi lửa trên trái đất bùng nổ rất nhiều. Thời kỳ đầu hình thành trái đất không tồn tại các vật chất của sự sống, hồi đó trái đất chưa có nước và không khí. Cách đây 4,4 đến 4,3 tỷ năm trên trái đất mới bắt đầu xuất hiện cấu tạo địa tầng, có vỏ trái đất, lớp cùi và nhân trái đất. Cách đây khoảng 4 đến 3,8 tỷ năm vỏ trái đất đi vào giai đoạn địa chất hóa. Sự sống, nước và không khí trên trái đất đều xuất hiện dần dần sau thời kỳ này. Vấn đề mình chia sẻ trong video này đến đây là hết rồi. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa, xin các bạn vui lòng nhấn thích, chia sẻ, đăng ký kênh và nếu có ý kiến thắc mắc, mời các bạn để lại bình luận bên dưới video này. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.